Thưa quý vị và các bạn, nằm trong tuyến du lịch phía đông của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng, Trùng Khánh còn lưu giữ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc. Huyện cũng đã chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông năm 2023 vừa được diễn ra là một trong những hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc mà huyện Trùng Khánh đã thực hiện. Xin giới thiệu với bạn và mọi người, đây là mô hình về núi Tùng ở xã Cao Trương. Rất là tự hào là trên mảnh đất Cao Trương là có núi Tùng, nơi mà được mọi người truyền tay nhau gọi là tuyệt tình cốc của cả tỉnh Cao Bằng. Và nơi đây thì là có 100% là dân tộc Mông đang sinh sống. Với cuộc sống thì còn nghèo khó, thế nhưng mà người dân thì rất là cần cù. Với những sườn núi, sườn đồi rất cao nhưng mà người dân thì là làm ngô, làm lúa, nương để nuôi sống gia đình của mình. Người phụ nữ tần tảo và mình đã lấy mô hình, ý tưởng mô hình này để nói lên sự kiên cường của hùng vĩ của một cái địa danh, đúng rồi, địa danh của Cao Trương, và cũng là sự cần cù của người phụ nữ dân tộc Mông của chúng mình. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Trùng Khánh năm 2023 diễn ra trong không khí sôi động và niềm háo hức của các đội thi, của du khách và đông đảo đồng bào các dân tộc đến tham dự. Những sản vật địa phương, những địa danh của mảnh đất Trùng Khánh được những người phụ nữ dân tộc Mông khéo léo tạo hình và giới thiệu đến du khách. Đây là món mèn mén ạ. Món mèn mén được làm bằng ngô trắng. Ngô là ngô đúng của dân tộc Mông mình mới làm được đây ạ. Và phải lựa chọn những hạt ngon, hạt đẹp, sau đó là mang đi xay, xay bằng tay ấy ạ. Sau đó là đồ của hai lần thì mới được những hạt mén mén ngon như thế. Và một sản phẩm nữa cũng làm từ ngô, đó là bánh ngô ạ. Bánh ngô này cũng được giã và mang đi hấp rồi nặn thành bánh. Cái đấy là cái bánh này là chấm với mật thì rất là ngon. Và một chút nữa mình sẽ xin mời bạn và mọi người cùng thưởng thức. Ngoài ra thì là còn có cũng làm từ nếp, là bánh dày, mà bánh dày truyền thống cũng của dân tộc Mông mình luôn, là được làm từ nếp, và những màu sắc được nhuộm ở đây cũng làm từ lá cây trồng ở trong vườn. Với lễ hội ngày hôm nay thì chúng mình, đặc biệt là dân tộc Mông của chúng mình, thì mong rằng là tất cả mọi người đều chung tay xây dựng nên một quê hương Cao Trương, một quê hương Cao Bằng mang tầm ảnh hưởng sâu hơn, xa hơn so với các địa danh khác của đất nước của chúng ta. Được sờ tận tay, được nếm thử các sản vật, được lắng nghe phần giới thiệu đầy ý nghĩa, những du khách có mặt không khỏi cảm thấy thích thú và lắng đọng nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi tình cờ biết đến ngày hội và rất là vui khi được tham gia một lễ hội mang đậm nét văn hóa ẩm thực của cộng đồng các dân tộc vùng cao Việt Nam. Tôi rất yêu mọi thứ ở đây, mọi người ở đây đều mến khách và rất vui vẻ. Những cô gái trong trang phục dân tộc rất xinh, rất duyên dáng, đặc biệt là các món ăn được làm từ bàn tay khéo léo của các cô ấy rất độc đáo.
ra là đoàn cũng rất là may mắn là hôm nay được đi công tác ở, có một chuyến công tác ở Cao Bằng, thế nhưng mà lại vào đúng cái dịp lễ hội này thì thực sự là lần đầu tiên chị cũng tham dự một cái lễ hội mà của người bản xứ như này, và chị cũng rất là ngạc nhiên là ở đây có rất nhiều thứ mà mới lạ với chị, và rất vui và mọi người đây rất thân thiện. Là lần đầu tiên ngày hội văn hóa dân tộc Mông được tổ chức cấp huyện sau khi sáp nhập huyện, ngày hội được diễn ra trong điểm hân hoan của tình đoàn kết dân tộc, quảng bá văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng cao, tạo sự gắn kết cộng đồng và là dịp đồng bào dân tộc Mông bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu đối với Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để đồng bào có ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Hôm nay cũng rất là vui được đến với cái lễ hội của Trùng Khánh ấy. Thì cảm nhận về cái lễ hội này, nói chung mình rất là yêu dân tộc mình ấy, thì cũng như là lễ hội nào mình cũng đều đến ấy. Đến lễ hội này cũng có một cái rất là đặc biệt ấy. Về ẩm thực ở đây thì hầu như là lễ hội nào cũng đều có đặc trưng riêng của mình, và như là tất cả lễ hội đều trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, thi biểu diễn văn nghệ quần chúng, thi trưng bày gian hàng đẹp, không gian văn hóa các dân tộc, làm men mén, trưng bày xôi nghệ thuật, tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, kéo co, lay cỏ, ném ngô vào gùi. Đặc biệt tham dự ngày hội không chỉ có cộng đồng dân tộc Mông của huyện Trùng Khánh, mà còn có sự góp mặt của huyện Quảng Hòa, là dịp để đồng bào Mông gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè. Hôm nay có ngày hội như này, các chị em của xã Quảng Hưng chúng tôi rất là vui được tham gia lễ hội ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày hội từ nhiều ngày trước, cố gắng mang hết bản sắc văn hóa mình đến đây, thể hiện, trưng bày và quảng bá cho mọi người được biết về văn hóa, bản sắc đồng bào Mông của chúng tôi đa dạng như thế nào. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, mọi người rất nhiều, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Trùng Khánh được thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo dự án 6, bắt đầu từ cuối năm 2022, đầu năm 2023. Các huyện có đồng bào Mông sinh sống đều tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông. Các hoạt động văn hóa thể thao tại ngày hội có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự chăm lo của cấp ủy chính quyền, các ngành chức năng đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Trùng Khánh nói riêng. Tôi cho rằng là việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số dân tộc Mông nói riêng, thực sự là đây là một cái điều rất là quý hóa, và sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là Ủy ban các huyện trong tỉnh Cao Bằng đã quan tâm đến đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nhằm phát huy vai trò văn hóa của dân tộc Mông, thúc đẩy qua đó thúc đẩy gắn với cái việc phát triển hóa, gắn với việc phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và trong đồng bào dân tộc thiểu Mông nói riêng. Qua đây thì các dân tộc, không những dân tộc Mông mà các dân tộc khác cũng được một cơ hội giao lưu, trao đổi nền văn hóa của các dân tộc với nhau, cùng nhau phát huy nền văn hóa và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của dân tộc mình, cũng như góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững trong giai đoạn mới này,
tôi cũng mong rằng là thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, cấp ủy chính quyền địa phương, cấp huyện, cấp tỉnh cũng quan tâm hơn nữa trong cái việc xây dựng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông cũng như các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Có thể nói di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung và của dân tộc Mông nói riêng hết sức phong phú và đa dạng cả về giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Các giá trị văn hóa luôn được bảo lưu, trao truyền, bổ sung, sáng tạo qua các thế hệ theo chiều hướng tích cực, hòa chung trong dòng chảy của cộng đồng văn hóa của các dân tộc Việt Nam thông qua ngày hội, đã thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.